những điều nên áp dụng trong việc cưới hỏi. Nam nữ đôi bên do nhân duyên ngẫu nhiên hòa hợp kết thành hôn nhân, nguyện sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Ngày hợp hôn tốt đẹp, khí lành bao phủ khắp nhà trong sân trước, nhưng tiếc thay, chuyện nấu nướng giết hại vật mạng lại càng thêm quá độ. Thương thay cho những lứa đôi trong loài vật, cũng là duyên vợ chồng thắm thiết, nhưng chỉ do đời trước thiếu tâm từ nên hôm nay phải cùng nhau đền mạng. Con em nhà mình lo việc cưới hỏi chưa xong thì không nên dễ vui lui tới bên nhà gái, vì khiến họ phải lo việc đãi đằng mà giết hại vật mạng. Nhà giàu có quan quyền, mỗi khi có việc hôn sự thường thiết đãi tiệc rượu linh đình, nhân đó mà trai gái đùa bỡn cợt nhã, trở thành hỗn tạp không nghiêm túc, gây hại không nhỏ. Chỉ vì người ta không nghĩ đến việc hôn nhân là một nghi lễ tốt đẹp, mà ngay từ ngày khởi đầu đã khởi ra cả một cuộc bỡn cợt hí lộng. Liệu còn điều gì có thể là chẳng lành hơn thế nữa? Thật đáng ngăn ngừa biết bao. Mỗi khi cưới vợ, người ta thường có tục dùng vật sống cúng tế cầu đảo các thần ngũ thánh. Cúng tế cầu đảo xong rồi mới làm lễ thành hôn, bày tiệc đãi khách. Sở dĩ có việc tạc tượng gỗ mà thờ các tà thần này chỉ nhân vì có truyền thuyết ngũ thánh gặt lúa, dân gian dựa vào đó mà cúng tế không thôi. Nếu là người tốt, có hiểu biết, sao có thể làm theo như vậy, nên dứt bỏ hoàn toàn hủ tục ấy đi. Mỗi khi tổ chức hôn nhân, bày tiệc đãi khách cũng là lễ tục không thể bỏ, nhưng cách làm mỗi ngày một thêm xa xỉ, khách mời càng thêm đông đúc. Nếu muốn duy trì phong tục tốt đẹp, nên lấy việc kiệm ước làm quy tắc. Trong việc hôn nhân, lễ tục xưa quy định nhiều lễ như lễ thân nghênh, lễ tam triêu, lễ mãn nguyệt, lễ quy trữ đều có thể tổ chức giản dị hơn, không nhất thiết phải bày tiệc đãi khách. Trong việc tổ chức hôn lễ, trừ ra những người thân thích cố hữu, bất đắc dĩ không thể không mời, ngoài ra không nên lạm dụng dịp này để mời mọc quan khách quá nhiều. Những người mai mối, những kẻ làm bếp, khi đến nhà trai thường nói nhiều về việc nhà gái tổ chức đãi đằng, linh đình thịnh soạn. Đến nhà gái lại cũng nói về nhà trai như vậy. Qua lại giữa hai nhà, chung quy đều muốn xúi dục việc tổ chức ăn uống cho thật linh đình. Phải thận trọng, đừng để họ mê hoặc lừa bịp. Đối với những người giúp việc nghi lễ, âm nhạc, bếp núc trong hôn sự, nên đơn giản chuyện ăn uống, đừng quá thịnh soạn linh đình, nhưng tặng thưởng tiền bạc xứng đáng cho công lao của họ. Amida Phật.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.